Hello em nhé, chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay có cô tên là Phạm Minh Hài các bạn đấy, cô gọi là bác gái thì có nhắn tin cho mình, có hỏi thì đây đấy, em có thể xem qua thì bảo tóm lại là mình sẽ tóm tắt thôi, nó ngắn gọn thôi. Thì cô có bảo là con trai cô thì đang gọi là gì ạ, đánh con nhà người ta, và đang bên kia đang đòi bồi thường là hẳn 60 m, và ở đây thì chị cô chỉ có 20 m thôi, thì mình muốn nhờ mình giúp lên 60 m thì ok mình cũng nhận kèo. Giờ thì thôi mình cũng muộn, đã không dài dòng nhiều, mình sẽ chuyển luôn em nhé. Ok, thì giờ đúng 20 m luôn thật đấy các bạn, không hơi không kém. Rồi, con này vừa vào thì phải làm một tay tự tin của anh em ơi. Rồi, cầu này đang rất là kết, 15 m còn xỉu em nhé. Cầu này thì chắc đằng này dây bệt rồi thì không thể có chuyện trả 1-2-3 được, nên con này mình sẽ vào tự tin là 15 m xỉu. Đó, thì cố gắng là thôi thì mình đánh làm sao mà nó gọi là ok nhất thôi, giúp gọi là bác gái này gọi là cứu thằng con. Đó, thằng con thì không biết lại đi đánh nhau cái gì mà để bắt người ta bồi thường hẳn 60 m nhưng mà thì đấy mình cũng nói luôn rồi, cũng rất là khó ấy. Nhưng mà cầu đẹp thì thôi mình cứ lựa. Chắc là con này hôm nay thì mình cứ phải đánh những cái tay 5-10 m là điều đương nhiên rồi em ạ. Không đánh những cái tay dưới thấp hơn đâu anh em ơi. Đó, những cái tay gọi là thấp quá là không thể, không bao giờ có chuyện là đánh được em nha. Rồi thì giờ mình hãy xem thử em nhé. Ui giời, 4-1 anh em, mày quá. Đấy, một tay đầu tiên cho bác gái em ơi. Đấy, giải bác gái lại vui luôn anh em, tầm này dịch của anh này cũng đã thấy vui rồi. Lên được 34m 250 em ơi. Đấy, lên được cũng gần 35 m rồi. Cố gắng lên, còn tầm 25 m nữa thôi thì gọi là giúp bác ấy thôi. Đó, con này tiếp tục này, cầu 22 em nhé. Mình sẽ bắt là 4m 250. Đó, tầm này những cái tay mà đi tầm tay 1-2 m thì thôi, không thể đánh được ạ. 1-2 m thì rất là khó để lên tầm này. Đó, bây giờ mình lại xem thử nhé. Xem con này xem có đúng là xỉu hay không. Thì bác gái này có nhà mình cứ bảo là mình đánh 60 m, nếu mà cầu mà đẹp thì mình có thể lên 70 m luôn cho bác ấy cũng được, nhưng mà thực ra thì nói là thế thôi đúng không, chứ còn lên được tầm 4-50 m nó đã là một cái kỳ tích rồi các bạn. Hôm nay lên được hẳn 6-7m thì nó gọi là quá là kinh dị hơn. Rồi bây giờ mình xem tự nhé, xem có đúng là xỉu hay không. Ui dồi ôi, tài không đủ hút các bạn, thì mình vẫn còn cơ hội để đánh hút em ơi. Đấy, vẫn còn cơ hội là gọi là gỡ được cái hút các bạn, thế là ngon, vẫn có cửa em ạ, cửa vẫn sáng lắm. Ok, tiếp tục đây. Con này thì mình vẫn điện, vẫn đánh 10 m xỉu. Con này thì chắc chắn rồi, nó là chạy 1-2-2, con này nó sẽ phải đi 1-1 đấy nhá. Mình sẽ làm thêm 10 m xỉu đấy, làm con này lên được gần 40 m. Đó, thì hôm nay mà thật sự nó là kéo được cái quả cho cái bác gái này thì thôi, mình cũng phải nói là thật sự là gọi là quá là kỳ tích luôn ạ. Mà đến mình còn không phục mình, chứ đừng nói cái này gọi là gì, nói là ai khác chứ đúng không, mình quá là gọi là ngưỡng mộ mà để phục mình luôn đấy. Kéo được quả cầu phải gọi là thật sự là rất là kinh điển. Những bản thân mình không nghĩ là mình có thể làm được quả đấy nha mọi. Cầu đấy thì nó gọi là cực căng rồi, mà đánh gọi là cực lẹ thế này thì cứ phải gọi là quá là ok nha mọi. Ok, làm con xỉu em ơi. Ok em ơi, 5-2-3 húp được con xỉu em nhé. Ngon nhẹ luôn em ạ, ngon lành cành đào luôn. Rồi xem nào, tiếp tục này. Con này con xỉu 10 rồi đúng không, xỉu 10. Con này khả năng mình tiếp tục mình bẻ tiếp con xỉu nữa em nhé. Làm tiếng 9m5 đi. Cầu này 2142. Đấy, đang vào cầu đẹp thì mình cố gắng là tận dụng cầu đẹp này để hút cho bác gái này luôn anh em ạ. Chứ còn để thêm một tí nữa thì rất dễ là để lâu là cứ trâu nó hóa bùn ngay anh em nhỉ. Nó mình kéo thì mình cũng phải kéo nhanh thôi, đánh nhanh một tí, gãy thì thôi rồi, gãy thì phải chấp nhận thôi. Đây chắc là mình sẽ gọi là bù lại cho bác, tại vì bác cũng không có nhiều anh em ạ. Đó, gãy thì thôi mình cũng nhắn rõ ràng, còn ăn được thì ngon đúng không, ăn được thì thôi mình gọi là hỗ trợ cho bác ấy. Đó, giờ xem thử xem nào, xem có chuẩn hay không em ơi. Ok em nhé, có xỉu hay không đây. Ok em ơi, 4-2-2 là con xỉu, ngon ghét luôn anh em ạ. Rồi vậy là cố gắng đi thêm, chắc đi thêm 1-2 tiếng nữa thôi thì mình sẽ nghỉ em nha. Tham đi thêm tiếng nữa đi, nghỉ luôn là gọi là ok nhất rồi, còn tham nữa là rất là dễ đi. Nào, con này mình đi 18 m thôi, 18m 525. Chút tiếng này em nhé, ăn tiếng này thì mình sẽ ăn tiếng này thì mình gọi là đôn kéo luôn cho bác gái đấy, gọi là lên được, ăn tiếng này lên hơn 60 m, tầm 65 m ấy nhỉ. Không, con này phải 66 m các bạn, tầm 65-66 m gì đấy. cực kỳ là đã lét mình rồi. Thôi cố gắng em ăn cái này cái thế nào. 2, 1, 4, 3 nào. Rồi cầu mong cho nó ra con xỉu này cái em ơi, đôn kèo cho bác gái này cái. Cố gắng em ơi. Nào. Ui giời ơi, 1, 2, 3 anh em nhá. Chuẩn đét con xỉu luôn em ơi, 66m 1, 2, 3. Đấy, thì ok, đôn luôn kéo cho bác gái này. Và rồi gọi là cho bác thêm gọi là 5, 6m nữa để tiêu pha anh em nhá. Đó, thì ok, thì đó là cái cách mà mình giúp